Đây là đài văn hóa đọc tinh hoa, truyền tin từ VKE Hà Nội, trung tâm văn hóa đọc chấn hưng đạo lý quốc gia. Chào cô! Chào! Kính chào quý vị, chúng ta vừa xem một nghi lễ vô cùng trang nghiêm không thể thiếu trong các ngày khai giảng, ngày tựu trường, đó chính là nghi lễ chào cờ. Tuần vừa qua, học viên của nhiều hành trình trong dự án Trí tuệ Việt Nam cũng như cộng đồng sống tử tế GNS đã hân hoan tham dự khai giảng, xác quyết trên con đường đào luyện bản thân và sẵn sàng phụng sự cho giáo dục. Bản tin giáo dục chuyển hóa số 25 được phát sóng ngày 22 tháng 6 năm 2023 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tiếng trống khai giảng hành trình kiến tạo văn hóa đọc K7 đã chính thức vang lên vào 4 giờ 30 sáng Chủ nhật ngày 18 tháng 6 năm 2023. Dự án Văn hóa đọc Việt Nam tổ chức khai giảng khóa 3 chiến binh văn hóa đọc với hơn 100 tân binh tham gia. Làm cách mạng không thể thiếu thơ ca văn nghệ, khóa học ca hát ba gốc, ca trong hiểu biết, hát trong yêu thương lần đầu tiên có mặt tại cộng đồng sống tử tế. Chuỗi hoạt động đầy ý nghĩa của dự án tiếng Anh ba gốc. Chúng tôi là Thảo My, Hân Minh Tâm, MC bản tin giáo dục chuyển hóa, kênh văn hóa đọc tinh hoa. Hành trình kiến tạo văn hóa đọc K7 đã chính thức vang lên trong tiếng trống khai giảng vào 4 giờ 30 sáng Chủ nhật, ngày 18 tháng 6 năm 2023, với hơn 400 thành viên tham gia. Thay mặt cho tất cả anh chị trong dự án Trí tuệ Việt Nam, cho tất cả các anh chị trong ban tổ chức của hành trình kiến tạo văn hóa đọc K7, mình xin phép được chính thức tuyên bố khai giảng hành trình kiến tạo văn hóa đọc K7 chính thức được bắt đầu. Sau những nghi thức thiêng liêng và đầy xúc động như lễ chào cờ, đọc ba lời thề thứ tâm, thủ lĩnh Đỗ Quang Minh, trưởng dự án Trí tuệ Việt Nam đã đọc tâm thư gửi các tân viên hành trình kiến tạo văn hóa đọc K7. Khơi dậy không khí học tập, tâm thế đi học của mỗi người và lời kêu gọi toàn dân là một chiến binh giáo dục chuyển hóa. Ai cũng cần tham gia vào một cuộc cách mạng giáo dục chuyển hóa và những hồi trống khai giảng hào hùng đã chính thức vang lên, mở đầu hành trình hơn 2 tháng đào luyện với nhiều bài học, giá trị, ý nghĩa. Chúng tôi Việt Nam muốn là khơi gợi cái tinh thần học tập của mọi người giống như một học sinh đi học, để chúng ta có thể là bắt đầu lại một cái sự học mới, bắt đầu lại một con đường học mới. Chúng ta đi học với vai trò của một người đi học, không phải đi học với vai trò của một người giám đốc đi học, không phải đi học với vai trò của một người chuyên gia đi học, không phải đi học với vai trò của một người lãnh đạo đi học, không phải đi học với vai trò của một người thầy cô đi học, không phải đi học với vai trò của một người cha mẹ đi học, mà đi học chỉ đơn giản là một người đi học thôi. Chúng ta để xuống tất cả những gì chúng ta đã biết xuống qua một bên. Chúng ta để tất cả những gì danh phận của mình, chức danh của mình, kinh nghiệm của mình, chúng ta để qua một bên. Để làm gì? Để bắt đầu lại con đường học từ đầu. Thì thực sự là chúng ta sẽ bước vào một con đường học mới. Và con đường đó chúng ta sẽ luôn luôn cởi mở, hào phóng và đón nhận mọi thứ một cách rất là tốt đẹp. Đó, thì cho nên là tại sao Trí tuệ Việt Nam muốn khơi gợi lại cái tinh thần học tập, giống như kiểu là biến lại, cảm nhận lại tất cả những gì mà một người học sinh chuẩn bị đi ngày khai trường. Cũng rất là muốn là cái tinh thần này được truyền tải tới tất cả anh chị. Và xin chúc cho tất cả anh chị em học viên của hành trình kiến tạo văn hóa đọc K7 sẽ có một con đường học mới. Ở đó lấy sự học là sự nghiệp, ở đó lấy con đường phụng sự giáo dục là một trong những công việc mà mình sẵn sàng chung tay, sẵn sàng lên đường. Ai có chí thì góp chí, ai có sức thì góp sức, ai có tiền tài vật chất gì thì góp cái đó để làm cho giáo dục Việt Nam. Hãy cùng nhau học tập suốt đời, phụng sự vô điều kiện cho giáo dục. Vì tôi, vì bạn, vì tất cả chúng ta và vì tất cả con em của chúng ta, để tương lai chúng ta có một thế hệ trẻ dám sống tử tế và đầy cống hiến.
Tuần qua, dự án Văn hóa đọc Việt Nam tổ chức khai giảng khóa 3 Chiến binh văn hóa đọc với sứ mệnh người dạy đọc sách, thổi hồn nhân cách với hơn 100 tân binh tham gia. Tối ngày 15 tháng 6 năm 2023, hành trình tìm kiếm và đào luyện những chiến binh thực thụ đã chính thức dương buồm ra khơi với tâm thế sẵn sàng của hơn 100 tân binh chặng 1 chia thành 9 tiểu đội. Mang theo tinh thần tự học, tự rèn, sự trăn trở và tâm huyết của người làm cha mẹ, người làm thầy, người khát khao cống hiến cho giáo dục thế hệ trẻ, Chiến binh văn hóa đọc K3 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều hấp dẫn cùng những thách thức tôi luyện bản thân đang đón chờ, một hành trình thực chiến, thực làm và thực chứng. Đặc biệt, tuần qua cũng bắt đầu diễn ra chuỗi workshop đặc biệt tháng 6, một năm chỉ có một lần duy nhất mang tên Nền tảng giáo dục, con đường hướng tới tương lai. Với sự tham gia chia sẻ của thầy Trần Việt Quân, thầy Dương Quang Minh, cô Trân Kiến, thủ lĩnh Đỗ Quang Minh, ban tổ chức Văn hóa đọc Việt Nam đã tinh gọn thành 6 chuyên đề trong chuỗi talk show từ ngày 18 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 để giúp cho các phụ huynh, giáo viên, quản lý và những người yêu giáo dục sẽ nắm rõ gốc rễ của giáo dục và cốt lõi của phương pháp kiến tạo. Mời quý vị theo dõi và đăng ký tham gia các hoạt động ý nghĩa này cùng Văn hóa đọc Việt Nam theo thông tin trên màn hình nhé! Làm cách mạng không thể thiếu thơ ca văn nghệ cổ vũ tinh thần. Khóa học ca hát ba gốc, ca trong hiểu biết, hát trong yêu thương, lần đầu tiên có mặt tại cộng đồng sống tử tế. Bạn có đang mong muốn, trăn trở rằng thích hát nhưng không tự tin vào giọng hát của mình, mong muốn học thanh nhạc bài bản với học phí gieo hạt cộng đồng, được góp công sức tham gia vào nhóm ca tâm ba gốc chuyên thể hiện những bài hát ba gốc của GNS, cộng đồng sống tử tế. Vậy khóa học ca hát ba gốc, ca trong hiểu biết, hát trong yêu thương là dành cho bạn. Với sự giảng dạy trực tiếp từ cô Minh Minh, thạc sĩ, giảng viên âm nhạc, luôn trăn trở về văn nghệ ba gốc cho BKE, GNS. Chắc chắn khóa học là nơi để bạn thấu hiểu bản thân, tự tin cất tiếng hát, làm đẹp cho đời, lan tỏa những giá trị ba gốc đến mọi người. Hãy cùng chúng mình chung tay xây dựng lên một nhóm nhạc ba gốc bằng cách đăng ký tham gia và chia sẻ khóa học tới người thân, bạn bè đang có nhu cầu bạn nhé. Chung tay lan tỏa điều tử tế bằng những sản phẩm âm nhạc ba gốc rễ. Tiếp theo là chuỗi hoạt động học tập rèn luyện đầy ý nghĩa của dự án tiếng Anh ba gốc. Sau khoảng thời gian đội ngũ nòng cốt tạm dừng công việc để tập trung tu học và nâng tầm tâm thức, tiếng Anh ba gốc quay trở lại lợi hại hơn xưa với nhiều khóa học, chương trình rèn luyện ý nghĩa dành cho mọi lứa tuổi. Khóa 13 hành trình 21 ngày tiếng Anh ba gốc, khóa học nền tảng chuẩn phát âm và giao tiếp cơ bản tiếp tục mở link đăng ký, chuẩn bị khai giảng khóa mới. Với biết bao câu chuyện chuyển hóa, những nỗi sợ tiếng Anh được xua tan của hàng ngàn học viên, bạn còn chần chừ gì mà không đăng ký ngay để được tham gia 21 ngày rèn luyện đầy bổ ích này. Sau các khóa học căn bản, đội ngũ tiếng Anh ba gốc cũng luôn trăn trở làm sao để duy trì môi trường tam bảo, phát huy năng lực tự học. Câu lạc bộ rèn luyện tiếng Anh ba gốc đã mở link đăng ký khóa 5, tạo môi trường rèn luyện tiếng Anh đều đặn mỗi ngày cho nhiều học viên. Hoạt động offline kết nối vô cùng hấp dẫn sẽ diễn ra vào cuối tuần này tại hai đầu cầu của đội ngũ ban tổ chức, ban phụng sự, học viên tiếng Anh ba gốc. Chương trình English Camp trại tiếng Anh ba gốc tổ chức tại làng Hạnh Phúc Nha Trang, nơi mà các thành viên vừa học vừa chơi được tắm suối đi thác, cơ hội thực tế tuyệt vời để giao tiếp và trải nghiệm tiếng Anh cùng thầy cô, bạn bè. Đầu cầu Hà Nội vào ngày 24-25 cũng diễn ra Kids Camp, dã ngoại tổng kết dành cho trẻ em với hai mục tiêu: tổng kết hành trình đồng hành học tiếng Anh cùng con không khó K2, các bạn nhỏ, ba mẹ trải nghiệm các hoạt động và rèn luyện kỹ năng sống thích nghi. Những thông tin trên đây đã khép lại chương trình Bản tin giáo dục chuyển hóa 24/7 số 25 của kênh Tinh Hoa Văn hóa đọc. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong bản tin tuần tiếp theo. Chương trình được phát sóng vào 18 giờ tối thứ năm hàng tuần trên tất cả các kênh của Văn hóa đọc. Mời quý vị truy cập vào trang thông tin chính thức của Trí tuệ Việt Nam để nhận thông tin chi tiết các hành trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Đừng thiện nguyện là vào tim ta, dẫu nắng mưa gần xa, dẫu lắng trong gai, lòng vẫn không đổi thay. Đừng thiện nguyện là vào tim ta, dẫu có muôn trùng qua, vẫn đổi sao rồi, lòng vẫn không đổi rời.